sân chơi nghệ thuật Match of Hopes, nơi Familiar thỏa sức sáng tạo. Vỏn vẹn 1 giờ với 14 khoa phòng, gần 66 đội tham gia đã tạo ra 66 tác phẩm nghệ thuật đầy màu sắc trên những bộ trang phục phòng hộ tưởng chừng như khô khan, nóng bức. Có nét vẽ dí dỏm, có nét tươi vui, tinh nghịch, có nét cẩn thận, tỉ mỉ, có nét chăm chút, đầu tư, có mảng màu sáng, có mảng màu tối. Mỗi nét vẽ, mỗi màu sắc, mỗi khung cảnh là niềm tin, là ước mơ, là tiếng lòng ẩn chứa và là những câu chuyện khó quên trong mùa dịch. Đồ phòng hộ không còn là những bộ trang phục bí bách, mệt mỏi, nóng nực. Đồ phòng hộ giờ đây trở thành những bức tranh màu sắc tươi vui, sinh động. Đã có rất nhiều những tác phẩm được trình diễn tại sân khấu, phân luồng, sàng lọc, cách ly của Family và 23 tác phẩm được trưng bày tại khu triển lãm nghệ thuật. Không chỉ tiếp sức, tô thêm sắc màu cho công việc thường nhật mà còn làm cho các thân chủ đến thăm khám, điều trị thêm một chút vui tươi trong những ngày tháng Đà Nẵng ốm bệnh. Muôn vàn những màu sắc, muôn vàn những câu chuyện đầy xúc cảm trong những tháng ngày phòng dịch, muôn vàn những câu chuyện yêu thương đã được truyền tải. Tất cả tạo nên một tổng thể hài hòa mang tên thông điệp của hy vọng.